Mình là Lê Thương đến từ công ty Nam Long Telecom. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm được rất nhiều doanh nghiệp cũng như công ty lựa chọn dùng trong các cuộc họp. Để cuộc họp diễn ra một cách suôn sẻ và hoàn hảo, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết đến thiết bị Body Studio X30. Nào, bây giờ hãy cùng Lê Thương tập hợp em này nhé. Trước mắt chúng ta đây là bộ thiết bị Body Studio X30. Cảm nhận đầu tiên khi mà Thương cầm nó trên tay thì nó khá là nhỏ gọn, nhẹ, vừa tăng tính thẩm mỹ sang trọng, vừa thể hiện được cái sự chuyên nghiệp. Thiết bị này sử dụng lý tưởng cho phòng có tối đa 6 người cùng tham gia. Máy Body Studio X30 còn có lớp vải bọc bên ngoài. Lớp vải này giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn. Và đây là nắp chụp camera 500, dễ dàng tháo lắp khi mà chúng ta sử dụng. Thiết bị này nó còn có loa, có lỗ chân đế. Và đây là các cổng nối như là dây nguồn USB, HDMI. Các bạn cũng có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị khác. Khi mình cầm thiết bị trên tay thì nó rất là chắc chắn, chất liệu bằng nhựa, màu sắc cũng rất là sang trọng và bắt mắt. Với thiết bị Body Studio X30 này, chúng ta chỉ cần một vài thao tác đơn giản để có thể bắt đầu một cuộc họp một cách chuyên nghiệp với âm thanh rõ ràng nhất. Đặc biệt, thiết bị này đã được tích hợp công nghệ chặn tiếng ồn thông minh, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động, không bị pha lẫn tạp âm như tiếng bấm viết hay tiếng mở nắp chai. Từ đây, chúng ta có thể đảm bảo được chất lượng cuộc họp được diễn ra một cách suôn sẻ và tốt hơn. Ngoài ra, thiết bị Body Studio X30 này còn kèm theo các phụ kiện như là dây nguồn, HDMI, dây mạng, chân đế và đặc biệt là thiết bị TC8 là bộ điều khiển của nó. Video trên đây là những thông tin cơ bản nhất về bộ thiết bị Body Studio X30. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hay hiểu rõ về thông số kỹ thuật, xin mời các bạn liên hệ đến website www.namlongtelecom.com.vn hay số hotline 0903 058 877 để được tư vấn. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Thương xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.